Chủ nhật có duyên mỗi tuần thường á lên núi núi thì nhớ 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 gia đình, thì xuống thì thường gặp trên mẹ giảng cho bài pháp để hiểu, tại vì mấy người nói về đạo với tất cả đạo thành một, Chúa giáng thế, Phật Di Lặc hạ phàm cho lập cái đời thượng quân. Mình nói chữ thượng quân thì bên công giáo họ không hiểu, thì mình nói lập cái đời đại đồng xã hội mới thì cái danh từ thôi mà cũng giống nhau, nhưng mà nhiều lúc mỗi đạo khác danh từ họ không chịu. Thì là trước tiên chút nói cái bông sao, trước tiên việc nói chuyện với mấy ông rồng á, mấy ông nói á, là cái vùng này hết rồi, nó đang hết từ ở chỗ cái núi Thiên Long Sơn mà dài ra đó, không có bị nhiễm nhiều, ở xa thì còn chút chút, nhưng mà ngài nói á, trên thế giới vẫn còn, nếu mà tất cả các nguyên thủ quốc gia mà họp lại mà lập như vô nhà thờ thì nó khấn á, thì nó sẽ xuống lẹ. Rồi ở trên dạy vậy đó, ở Việt Nam cũng phải làm vậy. Việt Nam nó sẽ không có hết, nó còn lai rai, chết thì rất là ít. Ở trên giảm cho Việt Nam cái hồng ân kỳ này, vì Việt Nam có nhiều Phật thánh tiên quá. Ở Việt Nam á, rất là nhiều chân mệnh thiên tử hạ phàm bên Việt Nam. Trong bộ chính trị cũng có mấy ông rồng hạ phàm nữa đó nha, chứ đừng không phải là quỷ không lầm lẫn lộn trong đó. Thì, như Bằng Ngân cũng là rồng á, rồng với nước. Rồi Hoàng Kiều thì là con nai thần trời thứ tư, nai thôi chưa được rồi. Nó được vào. À, sẵn mấy người lộn xộn nghe trên mạng lao sao mấy vụ Bill Gates thì ổng á là một con chim chỉ, chân tướng của ông chim chỉ ở tầng trời thứ 12. Ổng xuống thế gian này gần 700-800 năm rồi, tái thế lên tái thế lại nhưng mà không có phước cho nên giàu. Còn kỳ này ông làm mấy em nói cái đó thì như thử thách giờ chót, chừng ông có thể bị đổ nghiệp kỳ này em. Gì thật thật giả giả thì mấy ngày nói là mấy quân thủ quốc gia phải phải khấn, phải đi chùa đi nhà thờ đồ khấn cho dữ thì con bệnh này nó qua hết. Thì mẹ nói trên đó, Phật giảng á, này giống như ông Roma, này thì có Thanh Hải, cái này ông gì quan thị gì đó, rồi đạo gì đạo 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 gì đó, là đạo Phật đạo Chúa gì đó, tất cả cùng là một trong để làm hương thơm cho đời, đẹp đời đẹp đạo chứ không có gì hết. Nhưng có những lá bị kiến hay bị hư á, thì từ từ sẽ rớt. À, thì mà có những lá đó mà là mà giống như nó không có hút nước đúng cái cách mà dinh dưỡng của lá đó sẽ bị héo như vậy, thì nó sẽ làm cái hoa này xấu đi đó. Thì trên giảng thì thấy hiểu như vậy, thì tất cả cũng đều là mục đích cũng là để cho cho thế giới này chợ là một cái cành hoa, là đại đồng đó, là một cái hoa nè, là đại đồng trong tương lai đó. Thì cái lá rớt thì có lá non nó mọc lên, cứ vậy mà cứ thành cái hoa vậy đó. Thì Phật giảng cái bài pháp vậy, việc nghe vậy thì việc nói sơ vậy thì mình mới hiểu, cũng như từ ở xã hội trong gia đình như 10 anh em, 10 kia có 12 anh em mà một hai ba cái nhánh nó bị héo thì nó cũng làm nguyên cái hoa này cũng mất đi cái đẹp to hoàn hảo hết. Ví dụ cái trong gia đình mình có bốn